Nguyễn Lương hỏi luật sư có thể giải thích có hay không việc Nga can thiệp vào bầu cử 2016. Đương nhiên là có, cái chuyện nước này nói xấu nước kia, nước này gửi gửi tiền tài trợ cho ông này ông kia, cái chuyện đó có, lúc nào cũng có hết thưa quý vị. Gây ảnh hưởng mà, ví dụ như là báo bên Nga đăng tin ủng hộ ông ứng cử viên này, ủng hộ ứng cử viên kia, chuyện bình thường. Và tôi nói luôn cái thủ phạm của cái những cái vụ mà can thiệp vào bầu cử của Nga đó, tôi nói luôn, quý vị muốn nghe là thủ phạm là ai không? Tôi nói luôn tên luôn nha. Nghe cho kỹ rồi đi đi bắt cái chưa? Putin chủ mưu đó, qua bên đó mà bắt đi.